Hello các bạn. Thì lâu lắm rồi mình mới làm lại một cái clip review cái sản phẩm trên tay mình mới mua. Các bạn mà chơi game, nhất là mấy anh con trai chắc sẽ biết sản phẩm này, tay cầm Xbox One S. Thì cái này mình mua cũ trên mạng nha. Mấy bạn đặt trên Shopee cũng có. Mình mua với giá 900k. Thì đây là cái hộp bao gồm tay cầm và cái USB không dây, USB cắm để nhận tín hiệu không dây các bạn. Nhưng mà mình mua cái này là không có USB này. Mình mua là chỉ có cái thằng này thôi. Cái hộp này là của cái bản này, nhưng mà trong cái hộp này chỉ có cái này thôi. Thì mình cũng mua một cái USB Bluetooth rồi. Các bạn lên Shopee cứ gọi USB Oreo Bluetooth là về cắm vô là cái thằng này sẽ nhận thôi. Rồi, không phải làm mất thời gian các bạn nữa, bây giờ mình sẽ khui hộp nha. Đây là cục pin của nó các bạn thấy không? Pin này zin theo tay cầm nha các bạn. Mình sản phẩm chính của mình là cái này. Cái khúc nào để USB wireless của nó đây là cái này nè. Nhưng mà mình mua cũ lại, mình mua tay cầm thôi, không có này. Tại nếu mà có USB đó là cũng phải 600-700 nữa các bạn. Nói chung là tổng cộng hai món kể 1.6-1.7 gì đó. Cái này là sách vở, không có gì hết. Đây là tay cầm mua cũ nhưng mà còn rất là mới nha các bạn. Đây là lock, đây phím nè, bấm rất là sướng nha các bạn ơi. Các bạn mua về chơi cắm PC, đối với PC thì Xbox là số 1 nha các bạn. Tay cầm PlayStation chơi cũng được nhưng mà nó không cảm giác, không có tương thích bằng, không sướng bằng đâu nha. Kết nối rồi nó cũng không ổn định bằng đâu. Đó. Đây là cái cổng cho các bạn sạc nè. Đây là cái cổng wireless nè. À, cái nút bấm nhấn wireless nè. Pin mình để đây. Đó. Đây là cắm tai nghe 3.5 nè. Các bạn có thể cắm cái tai nghe 3.5 vô vừa chơi game vừa nghe luôn. Rất là ok. Rất là sướng nha. Rồi. Vì bạn hỏi là xài pin là hết pin thì sao? Thì mình cũng chuẩn bị luôn, mình mua 4 cục pin analog rồi các bạn. Pin này là pin chuyên cho máy ảnh nha, pin AA nha các bạn. Pin 2A. Với lại cái đế sạc mình cũng mua cũ luôn, hàng của Nhật nhưng mà xài ngon các bạn. Đồ nội địa Nhật xanh vô sạc pin, nói về pin thì quá ngon rồi. Rồi. Các bạn cứ mua cái bộ này, cứ chơi hết hai cục sạc, cắm vô bỏ ở đây sạc. Sạc xong rồi khi nào nó hết pin thì các bạn lấy vô thay thôi. Rất là tiện luôn, rất là sướng. Đó. Cái này sạc cũng nhanh bạn, khoảng 2-3 tiếng gì đó là đầy 4 cục này. Mình cứ thế mình thay thôi, tại tay cầm nó xài có hai lần có hai cục à. Đó. Rồi bây giờ mình thử kết nối với máy tính cho các bạn coi nha. Bằng cái tay cầm này kết nối với cái PC của mình nha. Rồi, bây giờ mình đã gắn hai viên pin vô cái tay cầm rồi các bạn. Đó, gắn theo đúng chiều cộng trừ nữa nha các bạn. Gắn theo đúng chiều cộng trừ, nó có cái hiệu trên đây nè. Rồi. Gắn xong rồi các bạn nhấn cái nút này là nó sẽ nhấp nháy như vậy. Lúc này là nó có nguồn rồi đó. Bây giờ các bạn muốn kết nối á là các bạn phải nhấn một nút cái nút wireless này với lại cái nút X này nha các bạn. Nhấn vào. Rồi, mình nhấn vào hai nút liên tục nè. Đó là nó nhấp nháy liên tục, có nghĩa là nó đang phát tín hiệu để cái USB Bluetooth nhận nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vô Bluetooth. Rồi đây. Mình đã bật on Bluetooth rồi nè. Bấm mẹ Bluetooth. Các bạn đợi tí. Đây.
là khi nó hiện input cái hình tay cầm là các bạn nhấn vô được rồi nha, kết nối. Khi mà báo kết nối ok là cái đèn này nó sẽ sáng luôn các bạn, nó không nhấp nháy nữa, là kết nối ok rồi đó. Rồi bây giờ vô game chuyển thôi. Đây mình có sẵn game FIFA Online 4. Rồi để xài được cái tay cầm, bình thường là PC các bạn xài bàn phím đúng không? Mua tay cầm vừa kết nối xong vô cài đặt. Chọn ở chỗ cài đặt điều khiển nè. Chuyển từ bàn phím qua tay cầm là ok. Xuất B là đây. Nhấn là A. Đây là chọc khe. Rồi ok. Rồi bây giờ mình thử lượn vài vòng nha. Xuất. Đó. Nói chung mình mới mua mình cũng chưa rành nha các bạn. Xuất. Rồi bấm rất là sướng nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nha. Chúc các bạn sẽ sớm có những giây phút thư giãn bên những món đồ chơi của các bạn, cũng như là xem clip của mình, các bạn sẽ thấy hứng thú hơn khi mà mua những cái đồ chơi như thế này. Cảm ơn các bạn.